Rồi, mình chào mọi người nha. Thì anh em nào có đi xe máy mà nó bị đứt cái cầu chì này nè, đứt cái cầu chì này nè, mà anh em đi cái trường hợp này là mình đang nói là chữa cháy nha, mà xài luôn vẫn được nha, xài luôn vẫn được bình thường nha, nhưng mà chữa cháy nha. Giả sử mình đi đường mà mình không có đề được máy, mình cứ bị tắt máy, mình đạp nó cực á, thì anh em kiếm một cái cọng dây dây đôi á, dây đôi này nè. Thì anh em lấy, tại vì cái cầu chì này nó sẽ có một cái 7.5 và một cái 10 chấm, thì anh em lấy cọng dây 1.5 này nè, cái dây súp á 1.5, anh em lấy một tao thôi, anh em lấy một tao. Cái dây này thì anh em gặp đâu cũng có nè, ngoài đường người ta có vách nữa, hay là anh em đi xin đâu đó, anh em quấn như mình nè, đó anh em quấn như mình, lấy một sợi thôi nha, tại vì mình đã thử rồi nha, cái này nó có chạm nó bệnh đứt nha. Thì bây giờ mình gắn vô cho anh em coi nè. Cái này mình đã đi đường thì tiện mình chia sẻ luôn nha, mình đang ở ngoài đường nha, mình đang bị đứt ở ngoài đường mà đề không được, thì bây giờ mình sẽ đề cho anh em coi nè. Đó, mình đang đi ra ngoài đường nó bị đứt dây nè. Đó, thì anh em kiếm một cái dây đồng như thế này anh em làm nha. Đó, anh em đi xe máy anh em nên thủ một cọng dây này trong cốp á, anh em tuốt bỏ sẵn như thế này à. Đó, rồi anh em gắn vô lại. Rồi, thôi chào mọi người.